chào các bạn. Cô là Tình, chào mừng các bạn đến với series chia sẻ việc luyện thi N4, N5 của Go Japan. Chắc hẳn sau một quá trình học tập dài, ai cũng muốn quá trình của mình được công nhận và các kỳ thi như một minh chứng cho quá trình nỗ lực đó của các bạn. Hôm nay cô ở đây để giải đáp một số thắc mắc thường gặp trong các kỳ thi N4, N5 nhé. Kỳ thi mà được các bạn biết đến nhiều nhất và tham gia nhiều nhất là kỳ thi JLPT. Tuy nhiên, JLPT một năm chỉ tổ chức có 2 lần vào chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12. Đối với các bạn cần bằng gấp để hoàn thành các thủ tục sang Nhật thì cũng không cần phải lo lắng đâu. Thì ngoài JLPT còn rất nhiều các kỳ thi khác tổ chức N4, N5 đều đặn. Ngoài JLPT thì còn có NATTES. NATTES một năm tổ chức 6 lần vào các tháng chẵn 2, 4, 6, 8, 10, 12. Còn các tháng lẻ 1, 3, 5, 7, 9, 11 thì cũng sẽ có các cuộc thi như JTEC và TOPJ. Vậy nên các bạn thấy đấy, các bạn hoàn toàn có thể tham gia cuộc thi vào tất cả các tháng trong năm. Tất cả các kỳ thi này đều có các phần từ vựng, chữ Hán, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu. Tuy nhiên, các kỳ thi này sẽ có những điểm khác biệt đấy. Nếu như JLPT và NATTES đều là các kỳ thi trắc nghiệm hoàn toàn và có cấu trúc khá tương đồng thì TOPJ và JTEC sẽ có cả phần thi viết nữa. Đặc biệt là TOPJ, kỳ thi này phân ra hai phần rõ ràng là thi nghe hiểu và các nội dung còn lại sẽ thi viết. Vậy nên trước khi quyết định đăng ký kỳ thi nào, các bạn nên tìm hiểu thật kỹ dạng đề, cấu trúc đề thi để có kế hoạch ôn thi thật hiệu quả nhé. Đúng như cô vừa nói, để có được kết quả tốt trong kỳ thi, các bạn cần có kế hoạch ôn thi cụ thể và rõ ràng. Có hai mục tiêu mà các bạn nên hoạch định rõ ràng cho bản thân là mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Mục tiêu dài hạn ở đây đương nhiên là đích mà các bạn muốn đến, ví dụ như đỗ N5, đỗ N4 hay là sang Nhật học, sang Nhật làm việc. Và để thực hiện được các mục tiêu dài hạn như thế thì từng bước một, các bạn phải có mục tiêu ngắn hạn. Chẳng hạn mục tiêu dài hạn của các bạn là tháng 12 năm nay phải đỗ N5. Để đạt được mục tiêu này, các bạn phải đề ra được mục tiêu cụ thể. Trong 3 tháng học hết chương trình N5 của Go Japan, tức là mỗi ngày học đều đặn một bài. Sau khi nắm trong tay kiến thức N5, các bạn sẽ nhanh chóng bắt tay vào ôn thi để có thể thi. Và đương nhiên rồi, phương pháp ôn luyện tốt nhất chính là ôn đề. Sau khi đã chọn được kỳ thi mình muốn tham gia là JLPT, NATTES, TOPJ hay JTEC, các bạn hãy xem xét thật kỹ cấu trúc đề thi của kỳ thi đó rồi tiến hành ôn thi. Mỗi ngày các bạn bỏ ra 3 đến 6 tiếng để làm 1 đến 2 đề hoàn chỉnh trên app của Go Japan. Từ vựng chữ Hán, ngữ pháp đọc hiểu cho đến nghe hiểu thì các bạn sẽ có thói quen phản xạ với đề thi rất nhanh. Và cứ như vậy, khi vào kỳ thi thật, các bạn chỉ cần tự tin và bình tĩnh làm bài thì cô tin chắc các bạn sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Vậy nên sau video này, cô hy vọng các bạn sẽ ngay lập tức ngồi xuống vạch kế hoạch rõ ràng cho mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn của mình nhé. Trong các video tiếp theo, cô sẽ chia sẻ bí quyết làm bài thi đọc hiểu, nghe hiểu, ngữ pháp, từ vựng, chữ Hán cùng với các bạn. Các bạn hãy chú ý theo dõi để tìm ra cho mình phương pháp luyện thi hiệu quả nhất cho bản thân nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Sayonara!